mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Hân. Hôm nay thì mẹ Bảo Hân sẽ giới thiệu đến với mọi người một cái mẫu hoa rất đơn giản. Từ hành lá thì mẹ Bảo Hân sẽ dùng để làm cây. Và cái phần hoa ở đây thì có hoa ngọc lan. Mẹ Bảo Hân tỉa từ củ tỏi các bạn nhé. Đây là một trong những bài của môn công nghệ của các bạn học sinh lớp 6. Và hôm nay video này thì mẹ Bảo Hân cũng xin được gửi đến các bạn học sinh lớp 6 tất cả những video mà mẹ Bảo Hân làm để hướng tới các bạn nhỏ, thì mẹ Bảo Hân đều lựa chọn dụng cụ để làm sao phù hợp cho các bạn nhất. Hôm nay mẹ Bảo Hân sẽ dùng một con dao nhọn. Ở đây lưu ý với các bạn là các bạn dùng con dao nó không quá sắc và không quá nhọn nhé, chỉ cần nhọn một chút thôi là được. Và một cái kéo. Dụng cụ của chúng ta là có kéo này, có dao này, có tỏi này và có hành. Hôm nay thì đang là dịch nghỉ một cái thời gian dài vì dịch Covid-19, cho nên là những các cái sản phẩm rau củ quả này nó không được tươi lắm. Mẹ Bảo Hân đã mua cách đây vài ngày rồi. Còn khi các bạn chọn nguyên liệu để các bạn tỉa thì các bạn nên cố gắng tìm những cái củ quả nó còn tươi. Đặc biệt là với hành thì còn tươi một chút nhá, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn kinh nghiệm của mẹ Bảo Hân khi chọn tỏi cũng vậy. Tỏi thì các bạn chọn những củ có nhánh dài như thế này thì các bạn sẽ có được cái bông hoa đẹp hơn. Chúng ta bóc ra này. Nếu như các bạn chọn cái củ tỏi mà nhỏ quá thì khi các bạn tỉa nó cũng sẽ khó tỉa nhé. Chúng ta chọn những củ mà cái nhánh nó dài một chút, to một chút thì các bạn tỉa nó sẽ dễ hơn. Đó. Đầu tiên thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ về cái cách để tạo nên một bông hoa từ củ tỏi trước nhé. Chúng ta bóc vỏ củ tỏi đúng không ạ? Ở đây thì mẹ Bảo Hân có hai dụng cụ. Đây là một con dao kiwi mà mẹ Bảo Hân nghĩ là rất nhiều các bạn, nhà các bạn sẽ có. Và cũng có thể sử dụng tỉa được vì cái đầu nó khá là nhọn, nhưng không quá nhọn nhé, đặc biệt là đối với các bạn nhỏ. Thế còn với những bạn mà các ông bà, các mẹ mà lớn rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái con dao tỉa. Đây, cái con dao này rất là sắc. Cho nên là mẹ Bảo Hân lưu ý là với các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn là học cái bộ môn công nghệ của lớp 6, thì các bạn còn rất nhỏ, các bạn không nên sử dụng con dao này, mà các bạn nên sử dụng những cái con dao mà nó vừa với tay mình. Nếu như nó ngắn như này được còn tốt. Tay mẹ Bảo Hân thì khá ngắn nên mẹ Bảo Hân thích dùng những con ngắn ngắn như thế này. Con này hơi dài. Đó. Và hết sức lưu ý, mẹ Bảo Hân lưu ý một điều nữa. Đối với các bạn, khi các bạn tỉa về cái mẫu từ hành hay tỏi thì các bạn phải tỉa dưới vòi nước cho mẹ Bảo Hân nhé. Chúng ta mở vòi nước nhẹ như thế này, chúng ta rửa. Video sẽ hơi ồn mọi người nhé. Bởi vì nếu như các bạn không tỉa ở dưới vòi nước thì các bạn sẽ rất là cay. Chúng ta bóc vỏ tỏi ra này. Mẹ Bảo Hân sẽ hướng dẫn cách tỉa ngược và tỉa xuôi đối với cái củ tỏi này. Tỉa ngược thì cũng có cái đẹp của tỉa ngược, mà xuôi thì có cái đẹp của xuôi. Chính vì cái đó mà mẹ Bảo Hân sẽ tỉa thành hai mẫu để chia sẻ với các bạn. Chúng ta có nhánh tỏi rồi đúng không ạ? Mẹ Bảo Hân sẽ run rộng ra một chút để lấy cái phần nét sáng hơn, thì các bạn có thể nhìn rõ hơn nhé. Rồi chúng ta nhìn rõ cái phần tay của mẹ Bảo Hân chưa? Đó. Đến đây thì mẹ Bảo Hân sẽ tỉa này. Các bạn nhớ là xả sạch nước nhé. Bây giờ thì sẽ là tỉa để có được một bông hoa. Chúng ta tỉa xuôi từ trên này xuống, từ cái đầu nhọn này xuống dưới cái đáy này thì sẽ ra được một bông hoa như thế này nhé. Các bạn nhìn này. Đó, một bông hoa như thế này. Tức là chúng ta tỉa đầu như thế này, tỉa xuôi xuống từ cái đỉnh chóp của cái củ tỏi, cái nhánh tỏi, chúng ta tỉa xuống thì được bông hoa như thế này. Thì cái đế nó khá là to, khi các bạn cắm tăm vào thì nó khá là to để các bạn đế dễ cắm. Với cái cách tỉa này thì các bạn dễ cắm tăm và cũng dễ tỉa hơn là khi chúng ta tỉa ngược lại.
Khi chúng ta tỉa ngược lại thì bông hoa cũng sẽ đẹp hơn, thanh mảnh hơn. Thế nhưng mà khi các bạn cắm thì các bạn sẽ khó cắm cong hơn nhé. Đây các bạn có thể nhìn rõ không ạ? Đây là một bông hoa được tỉa xuôi xuống này, cái đầu này tỉa xuôi xuống. Đó. Chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ đi một, ở đây có cái củ tỏi này, nó có 3 cái nhánh. Thì các bạn có thể tỉa thành 3 là 3 cái cánh hoa cũng được. Hoặc nếu như các bạn khéo tay hơn thì các bạn có thể tỉa thành 4 cánh hoa. Ở đây thì mẹ Hoan hướng dẫn, cho nên mẹ Hoan sẽ tỉa 3 cánh thôi cho các bạn nhìn dễ nhé. Một mặt, hai mặt, ba mặt đúng không ạ? Nhưng mà thường thì nếu mà chúng ta tỉa 3 cánh thì nó không được đẹp lắm. Các bạn cố gắng lấy được 4 cánh hoặc 5 cánh thì nó sẽ đẹp hơn. Đây mẹ Hoan sẽ đi nhé. Từ này xuống trước, chúng ta dùng cái mũi dao nhẹ nhàng. Rồi chúng ta được một cánh hoa này. Chúng ta sẽ tận dụng cái phần chóp đầu của cái nhánh tỏi để tạo thành cái độ nhọn của cái cánh hoa tỏi luôn. Đó. Thứ hai, các bạn nên đi tiếp cái phần nghiêng này này. Cái phần mà nó chồi ngang ra thế này của các bạn. Tỉa trước cho mẹ Vân thì các bạn sẽ được nhiều cánh hơn. Hai cánh này, đúng không ạ? Tiếp đến này, ba cánh này. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đó, ba cánh rồi. Đến đây các bạn nên xả nước lên một chút nhé, bởi vì nó sẽ rất là cay. Rồi. Tiếp là chúng ta lựa cái tay dao nhỏ vào bên trong và chúng ta đi tiếp ba cái lớp cánh còn lại. 1, 2, 3 lớp cánh còn lại. Thì cái bông hoa của chúng ta nó sẽ mềm mại hơn. Đến cái phần này các bạn nhẹ tay này. Và chúng ta cố gắng đi mỏng một chút. Thì sau này cái bông hoa của chúng ta nó sẽ cong ra, khi các bạn ngâm vào nước nó cong ra. Nó sẽ mềm mại hơn là khi các bạn đi mà cái cánh hoa nó quá cứng nhá. Khi mà chúng ta tạo được cái cánh hoa nó cong mềm thì cái bông hoa của chúng ta nó sẽ mềm mại và nó đẹp tự nhiên hơn, đúng không ạ? Nhưng mà không ai có thể làm được điều này ngay lập tức. Đến mẹ Bảo Hân là người mà đã cắt tỉa phải nói là rất nhiều rồi. Thế nhưng mà khi quay lại với cái mẫu này thì mẹ Bảo Hân phải mất đến nhánh thứ 3, thứ 4, thậm chí thứ 5 thì mẹ Bảo Hân mới có thể tỉa lại được cái bông hoa nhẹ, nó có hồn tự nhiên. Cho nên các bạn cứ luyện tập đi, không phải ngại gì cả và cũng không phải buồn khi mà chúng ta tỉa không đẹp nhá. Đến đây rồi đúng không ạ? Đến đây thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với các bạn nhỏ này. Nếu như các bạn nhỏ có thể dùng dao nhọn được rồi thì các bạn dùng cái mẫu này. Các bạn đến đây các bạn sẽ tỉa tiếp cái phần nghiêng bên trong. Còn nếu như mà các bạn mà cảm thấy rằng chưa tự tin, chưa dùng được dao nhọn thì các bạn hoàn toàn có thể chỉ đi đến đây thôi cũng được. Thì các bạn cũng đã có một bông hoa khá là nhỏ nhắn xinh xắn rồi, nhưng nó sẽ không được mềm mại và đẹp như thế này. Tiếp đến thì chúng ta muốn đẹp hơn thì chúng ta hãy luyện tay làm sao chúng ta đi sâu vào trong, chúng ta tạo cái lớp bên trong, chúng ta cắt đi. Các bạn cắt nhẹ nhàng đi. Đó. Thì các bạn sẽ được cái phần nhụy hoa. Thực ra với các bà, các mẹ mà học cái mẫu này thì sẽ đơn giản hơn, bởi vì các bà, các mẹ sẽ được dùng cái con dao quắm. Hoặc bạn nào mà có thể dùng được cái con dao quắm thái như mẹ Bảo Hân chia sẻ lúc nãy ấy, thì các bạn làm cái nhụy này sẽ dễ hơn là khi các bạn làm bằng con dao nhọn nhá. Thế nhưng mà như mẹ Hân lưu ý rồi, đấy là đối với các bạn nhỏ thì các bạn là tay các bạn còn chưa điêu luyện được thì các bạn không nên sử dụng những con dao quá sắc, nó rất là nguy hiểm. Hoặc là nếu như mà có người lớn thì chúng ta có thể là nhờ bố mẹ hỗ trợ đứng bên cạnh để hỗ trợ chúng ta, chúng ta hãy dùng nhé, chứ không thì sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Mẹ Hân thì cũng có một cô con gái và bé thì cũng rất thích cái nghệ thuật này, nhưng mà mẹ thì cũng khá là nhát, chưa dám cho con dùng dao nhiều lắm. Bé Bảo Hân thì còn rất là nhỏ, bé mới đang học lớp 1 thôi. Đó, chúng ta được một bông hoa đúng không ạ? Và chúng ta ngâm ngay vào nước nhé. Các bạn ngâm vào nước thì nó sẽ cong ra. Đây là một mẫu bông hoa mà mẹ Bảo Hân tỉa, hướng dẫn các bạn tỉa để có thể cắm vào cái, đây cắm vào một cái tăm nhọn như thế này.
thì sẽ dễ hơn, cắm dễ hơn. Thế các bạn nhìn này, cắm dễ cực dễ luôn, thì cái đế này của nó to đó, các bạn cắm vào các bạn ngâm vào nước cho Mẹ Vân. Còn một mẫu nữa là chúng ta đi ngược lại cái phần củ tỏi này, thì cá nhân Mẹ Vân thấy là nếu mà làm cái mẫu này thì cái bông hoa đây các bạn nhìn này, cái bông hoa nó sẽ cong đẹp hơn một chút, thế nhưng mà cũng sẽ khó hơn một chút nhá. Chúng ta đi bằng cách nào cũng được. Xin lỗi cả nhà, đây đây là một cái mẫu mà Mẹ Vân đã tiền này. Thì ngược lại cái đầu nhọn thì nhìn bông hoa tự nhiên hơn, thế nhưng mà cũng khó hơn một chút các bạn nhé. Và khi cắm tăm thì các bạn cần nhẹ nhàng hơn. Đây, Mẹ Vân sẽ đi ngược chiều lại. Tương tự như cái trước thì chúng ta sẽ đi, nhưng mà ở đây thì các bạn phải tạo được cái độ nhọn của cánh hoa trước, thì các bạn cắt hình răng cưa ở trên này trước để tạo cái cánh hoa trước nhé. Nếu khi bông hoa nó đẹp hay nó xấu, cái việc tỉa là một phần, còn một phần nữa là ở chính cái nhánh tỏi nó có cụp được hay không, nó có tạo nên độ tự nhiên hay không nữa các bạn ạ. Cá nhân Mẹ Vân đến lúc tỉa thì cũng không tỉa được tất cả các bông đều nhau đâu, bởi vì mỗi cái hình khối, mỗi cái nhánh tỏi thì nó lại có cái nét đẹp riêng của nó, cũng giống như các bạn đúng không ạ. Các bạn sinh kiểu này, các bạn sinh kiểu kia. Đây, chúng ta chia ra thế này để tạo cái phần nhọn, đầu nhọn nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ tỉa. Tương tự như cái trước thôi, các bạn là cắt ra. Cố gắng mỏng cánh. Mỏng cánh được thì sau thì cái hoa của chúng ta nó sẽ cụp đẹp hơn. Hôm trước thì Mẹ Bảo Ân đã chia sẻ một cái mẫu tỉa hoa từ cà chua để làm bông hoa hồng đến với các bạn nhỏ của khối 6 trường Hà Nội Amsterdam. Thì không biết là các bạn đã thực hành được nhiều chưa ạ? Những bạn nào trường Hà Nội Amsterdam vào xem video này thì vui lòng để lại cho Mẹ Bảo Ân những cái comment nhé, để ủng hộ cho Mẹ Bảo Ân nhé. Thì trên mỗi cái video mà Mẹ Bảo Ân chia sẻ với các bạn trường An thì Mẹ Bảo Ân có để một danh sách riêng ở trên kênh Mẹ Bảo Ân, các bạn có thể truy cập vào cái danh sách riêng đó. Và trên mỗi cái video ở sau, ở cuối video thì có cái mục nhận xét, thì Mẹ Bảo Ân luôn luôn ghi một cái tin nhận xét trên cùng để cho các bạn có thể điền danh ở cái tin nhắn đó, bởi vì là ngoài các bạn ra thì cũng sẽ rất nhiều người xem kênh của Mẹ Bảo Ân và để lại cái comment. Cho nên nếu mà các bạn để comment bên dưới thì Mẹ Bảo Ân sẽ không biết được đấy có phải là bạn của trường An hay không nhá. Cho nên các bạn vào thì các bạn hãy vào mỗi cái mục tin nhắn đầu tiên mà Mẹ Bảo Ân ghi lên trên để cho các bạn có thể điểm danh. Thì các bạn có thể điểm danh vào tên của các bạn, lớp của các bạn, và để lại những thông tin góp ý cho Mẹ Bảo Ân từ cái mục tin nhắn đó. Và nếu như các bạn có những cái khó khăn gì các bạn muốn học sâu hơn thì các bạn có thể nhắn tin trên đó, Mẹ Bảo Ân có thể hỗ trợ cho các bạn được nhé. Đó, tiếp tục thứ hai, đúng không ạ? Chúng ta được hai bông hoa tỏi này. Rồi, bây giờ thì Mẹ Bảo Ân sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái cành cây như thế này để chúng ta có thể cắm cái hoa tỏi vào nhé. Thì đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng dụng cụ này, cái kéo. Cái này thì dễ rồi, Mẹ Bảo Ân nghĩ là các bạn nam cũng có thể bạn làm được, kể cả các bạn không khéo léo các bạn cũng làm được. Đây, chúng ta cần cây kéo, chúng ta cắt. Thì khi các bạn cắt, các bạn đừng cắt nó bằng nhau, các bạn cắt nó so le thì cái độ tự nhiên của cái hoa nó sẽ đẹp hơn nhá. Rồi, kéo đến đây rồi đúng không ạ? Chúng ta cắt này. Các bạn là cắt làm sao cho nó hình như hình răng cưa ấy thì nó sẽ tự bung ra. Đây, rất dễ đúng không ạ? Đây là một mẫu siêu dễ. Đó. Rồi chúng ta đã được một cái cành như thế này. Thì các bạn nhớ là ngâm vào nước nhá, thì nó sẽ tự cuộn lại như thế này. Đó. Đây là một cách cắt này. Cắt thứ hai thì các bạn sẽ cắt để làm sao được một cái đoạn dài như thế này.
Thì ở đây mẹ Vân sẽ cắt từ đây cho các bạn nhìn nhá. Đây các bạn cắt đoạn dài xuống như này. Đó. Cắt đến đây rồi các bạn cho cái kéo vào đây. Đoạn cắt. Cắt sang hai bên của cái lá để cho nó tự cong ra. Đó. Quá đơn giản đúng không ạ? Tiếp đến cái bên này cũng như vậy. Các bạn cắt cái phần chiều ngược lại. Rồi, sau đó các bạn ngâm vào nước thì nó sẽ lở ra và nó cong lại nhá. Đây mẹ Vân cắt thêm một mẫu nữa cho mọi người nhìn này. Với cái cách lá dài thì các bạn có thể cắt như mẹ Vân vừa cắt hoặc có thể các bạn là cắt như thế này cũng được. Thì nó nhanh hơn. Nhưng mà nhanh hơn thì lại không đẹp đâu nhá. Đây các bạn có thể cắt như này. Và chúng ta cắt luôn hai cái này liền nhau cũng được này. Nhưng mà lưu ý với cái cách này, cái thứ nhất là nó không được đẹp như cái cách kia. Cái thứ hai là rất hay bị gãy. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Rồi. Tương tự như vậy thì với những cái lá khác thì các bạn cứ thực hiện. Các bạn ngâm. Ngâm vào nước rồi sau đó thì cái bông hoa thì chúng ta cắm vào cái tăm nhọn. Và chúng ta cắm vào đây. Để giấu đi cái phần tăm nhọn nhé. Đó. Các bạn thấy chưa nào? Rất tự nhiên. Vậy là chúng ta có thể sử dụng cái mẫu hoa này để trang trí được rồi đúng không ạ? Các bạn có thể cắm một bình hoa trong gia đình vào mâm cơm hoặc là các bạn có thể dùng cái mẫu hoa này để trang trí rất nhiều các món ăn khác nhau. Đó. Và bài học ngày hôm nay dành cho các bạn là lớp 6 thì mẹ Bảo Hân rất mong muốn là các bạn sẽ có thể làm được một bình hoa và chia sẻ với mẹ Bảo Hân cũng như là chia sẻ lại với cô giáo dạy môn công nghệ của mình nhé. Và hãy nhấn like, share và đăng ký kênh, subscribe kênh cho mẹ Bảo Hân nếu như bạn chưa làm điều đó để ủng hộ cho mẹ Bảo Hân có thể ra được nhiều những video hay hơn đến với các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và chúc bạn có thể thành công và sớm có được những cái tác phẩm chia sẻ lại với mẹ Bảo Hân nha.